Xin kính chào quý vị khán giả. Clip video này em muốn chia sẻ tác phẩm Lộc Vừng Lâu Năm Thả Nước của ông Sơn, có địa chỉ xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Một cây lộc vừng phải có đến 8-9 thân các bác nhé. Đấy, em cứ gọi là lộc vừng quần thụ. Già mốc meo, sần sùi, tàn lá rộng phải đến hơn 2 mét này các bác nhá. Cây cao khoảng 2 mét tính từ mặt bể lên. Các bác có thể so sánh kích thước của tác phẩm Lộc Vừng với gang bàn tay của em. Đấy, phần gốc cây có nhiều thân rộng. Những phần thân này méo mó u xù, có hình dáng đẹp mắt, màu sắc phong trần. Đây, các bác có thể cảm nhận kích thước của những thân cây. Đấy, các bác cảm nhận nhé. Méo mó, u xù, sần sùi. Và những phần ngọn của thân cây có đường nét mềm mại. Đấy, một tác phẩm Lộc Vừng quần thụ. Các bác giao lưu về chỉ việc chơi. Cây lộc vừng lâu năm nhưng lành tít các bác nhé, không lỗi lầm gì. Đây, mời các bác cảm nhận này, chi tiết góc độ khác nhau của tác phẩm lộc vừng quần thụ này. Tác phẩm lộc vừng này thì ông Sơn đang có ý định muốn giao lưu với các bác. Bác nào yêu thích tác phẩm lộc vừng có thể liên lạc với nhà vườn. Em sẽ để số điện thoại của nhà vườn trong clip video này. Trong sân vườn có tổng cộng 3 tác phẩm lộc vừng già đẹp đều được thả nước các bác nhé. Mời các bác cảm nhận. Tác phẩm lộc vừng này ông Sơn muốn giao lưu với giá trị 50 triệu. Cây lộc vừng thứ hai cũng là cây quần thụ có 10 thân các bác nhé. Ông ơi, bộ ba cây lộc vừng này ông chơi lâu chưa? Lâu lắm rồi. À, vâng. Thế là hai cây lộc vừng ở đây là giờ giá bao nhiêu đi ông? Hai cây này là 70 triệu. À, cây 35 triệu. Mỗi cây 35 triệu à quý vị nhá. Đây. Rất quý vị. Hợp lý thôi. Vâng, quý vị có thể cảm nhận kích thước bán cho người chơi chứ người bán. Vâng, của tác phẩm lộc vừng. Cây cao khoảng gần 2 mét tính từ mặt bẻ lên quý vị nhé. Đây, mời các bác cảm nhận vẻ đẹp màu sắc cũng như dấu ấn thời gian của tác phẩm Lộc Vừng này. Tác phẩm Lộc Vừng
quần thụ nhiều thân nhưng đều chung một gốc các bác nhé, cây nguyên bản. Đấy, và theo quan niệm của dân gian, cây lộc vương thuộc thể loại cây phong thủy, biểu trưng cho chữ lộc. Nhiều người cho rằng khi trong gia đình có hoa lộc vương là hợ, báo hiệu những điều may mắn sẽ đến với gia đình. Mời quý vị cùng thưởng thức chiêm ngưỡng tác phẩm Lộc Vương thứ 3 trong sân vườn. Tác phẩm Lộc Vương này có 7 thân các bác nhé. Đấy. Nên ông Sơn gọi là tác phẩm Lộc Vương thất hiền. Tác phẩm đầu tiên có khoảng 8 thân. Tác phẩm Lộc Vương thứ hai em quay thì có 10 thân và tác phẩm Lộc Vương thứ ba này có 7 thân. Một bộ sưu tập Lộc Vương có hình dáng đẹp mắt, phù hợp với gia đình nhà bác nào có không gian rộng thoáng. Ba cây Lộc Vương có kích thước gần như tương đương nhau. Cây Lộc Vương đầu tiên em quay thì cao to hơn, tàn lá rộng hơn. Còn hai cây lộc vương thứ hai và thứ ba này nhỏ hơn một chút. Em mời các bác cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm lộc vương này ở những góc độ khác nhau. Đấy, ba cây này thì các bác mang về thả nước rất đẹp. Chúng ta đầu tư thêm một bộ ba an trọng để trang trí cho ba tác phẩm lộc vương này thành một bộ sưu tập mà lộc vương tuyệt vời. Các bác cảm nhận nhé. Điểm ấn tượng của bộ sưu tập lộc vương này đó là đường nét của phần thân đẹp mắt các bác ạ. Cây có tuổi đời lâu lắm, đang phát triển rất là khỏe. Đây, các bác có thể cảm nhận được kích thước của các phần thân qua găng bàn tay của em. Đấy, có những cái đường nét nó sinh động tự nhiên. Em đã chia sẻ bộ 3 tác phẩm lộc vương lâu năm trong nhà vườn của ông Sơn, có địa chỉ tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip video của em. Chúc các quý vị sức khỏe hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những clip video tiếp theo.